Theo chia sẻ của một số thí sinh ở Hà Giang thì nhiều bạn học sinh có học lực bình thường lại có điểm thi cao hơn rất nhiều so với năng lực chính của bản thân. Trong khi đó, những học sinh có học lực thuộc top đầu của lớp trong suốt 3 năm học luôn là học sinh giỏi và đoạt nhiều giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, giờ còn không biết có đỗ được trường đại học mong muốn hay không. Điều đó đã khiến cho nhiều em học sinh bị sốc và cảm thấy bất bình. Việc chia sẻ một dòng trạng thái chia sẻ lên mạng xã hội và nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ để đe dọa khiến cho các em cảm thấy rất là hoang mang. Và theo chia sẻ của các bậc phụ huynh thì tình trạng này không chỉ xảy ra ở một mà khá nhiều học sinh Hà Giang. Tuy nhiên khi các phụ huynh gọi lại các số máy này thì đều không thể liên lạc được. Qua xác minh ban đầu cho thấy ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh. Cả một khoảng thời gian từ 12 giờ cho đến 14 giờ 38 phút. Trước đó là anh Lương đã chuyển được toàn bộ hòm chấm thi trắc nghiệm, chứa bài thi trắc nghiệm và máy tính về đặt tại phòng khảo thí của Sở Giáo dục và Đào tạo. Và trong khoảng thời gian hơn 2 tiếng đồng hồ đấy, là anh ấy nói, anh ấy khai thao tác toàn bộ những việc mở khóa lên phòng, rút bài ở các túi, sau đấy là tẩy xóa và sửa theo cái đáp án. Và cái thời gian này là khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Đây là những quy trình mà chúng tôi theo dõi lại và quan sát lại trên camera do Sở Giáo dục Đào tạo lắp. Hành vi nâng điểm cho thí sinh trong khi chấm thi đã vi phạm rất nghiêm trọng quy chế thi. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.